nó cũng thấp nữa nha. Dạ. Rồi treo cái cục này nè, tại vì cái mô nó nhiều mà nếu mình treo xung quanh cái quầy mình tấm lại gì nó cũng phình phình ra gì nè, nó không giải quyết gì trơn. Muốn giải quyết cái cục này thì có cắt được xuống, thậm chí nó có thêm được ngàn tí nữa đó. Thì giờ sẹo thì bà chịu, chứ bây giờ bà treo gì thì không giải quyết gì được hết trơn. Còn nếu không thì cứ để gì, khi nào xấu nữa thì treo thôi, chứ còn không phải, tại vì cái túi nó có, nó cũng gì có thông tin bị dễ bị ung thư đó, nên nó cũng sợ. Túi gì chứ? Túi A lạc gan đổi đi, nên đổi đi. Dạ, bác sĩ bữa đi khám, bác sĩ cũng kêu là đổi càng sớm càng tốt, tại vì lâu lâu cũng hay đi siêu âm lại hay là khi mà mình treo cái sẹo dọc xuống mà có ngang nữa đó là phải đổi túi nhỏ hơn, chứ không đổi túi lớn nữa. Dạ. Túi nhỏ hơn, trước là túi sẹo túi mấy? 34. Này đổi là chừng 300. Dạ. Đổi lại, tại mấy cái ngực sẹo làm túi nhỏ thôi. Tại vì làm cái treo sẹo dọc với mỏ neo á, mà túi bự quá nó căng, nó có thương, nó lâu lành hơn. Nhưng mà cái người bự có 300 vô nhỏ không bác? Không, bây giờ tại vì nó sẹo rồi, không có quan niệm lớn nhỏ nữa mà giải quyết vấn đề sẹo nha. Túi nhỏ thôi, thường là mấy cái ca neo với treo sẽ dọc đó là bác đặt 265. Dạ, nhỏ quá. Ừ, mà của mình tại vì 34 thì bây giờ mình xuống 300 thôi, chứ không lớn hơn 300 được nha. Nhưng mà lên nó có lên được tới đây không bác? Nó sẽ lên lại cái túi chân ngực mình đây nè, lên đi. Nhưng mà ý là tắt khoang lại có lên được không? Không lên được, tắt thì nó lên được, nhưng mà cái chân ngực mình nó thấp đi. Giải quyết là cái cục này nè, chứ còn không có đẩy lên trên được. Nó chỉ hơn này được xíu mà, hơn được xíu mà bác, tí thôi chứ không gì. Hồi trước lúc mà mới á thì nó cũng lên tới đây rồi bác, tại giờ cho nếu như xanh nữa cái bắt đầu nó xuống. Tại vì ngực nhỏ nó khác, còn ngực sệ là mình treo là mình giải quyết cái phần sệ dưới này chủ lực, không có đặt to được.